Chào mừng các bác trở lại với kênh video của Đồng Hồ Vang Vọng. Hôm nay Đồng Hồ Vang Vọng sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc Vedet nhập Pháp. Và trên màn hình của các bác là một chiếc Vedet thùng bè 8 côn. Và đặc biệt hơn, đây là một chiếc Vedet có chế độ tắt chuông đêm, mà rất là nhiều bác thích cái chế độ này. Thiết kế vỏ thùng cũng rất là đẹp, với hai cái chi tiết lồi ra ở hai cái phần mặt xối thế này. Mặt bát giác nằm, số in có logo Vedet là rõ ràng ở đây. Mặt kính cong các bác nhá. Và cái bộ mặt này em đánh giá còn rất đẹp. Bên dưới này là một cái kính, người ta vẽ các cái họa tiết rất đẹp ở đây, màu vàng, và bên trong là cỏ lắc còn rất sáng, đang chạy. Và ở góc này ta cũng có thể nhìn thấy cái chữ Vedet ở kia, Vertable Westminster Thơ Vedet là tên bản nhạc mà chiếc đồng hồ này chơi. Đây, thật sự thì cái bộ cánh của cái này nó rất là rộng. Đây, các bạn nhìn này, em cho tay vào đây. Đây là cái phần vách này, hai bên vách cũng rất là đẹp. Và em đưa tay vào thế này thì các bác biết được rằng là cái bộ cánh của chiếc này nó rất là to đây. Đây, em quay ở góc này các bác nhìn rất là rõ này. Đó. Trên lóc cũng còn rất là đẹp các bác nhá. Trên này có gì nào? Đây, chỉ có một vài cái vết bẩn mà đây có thể lau được nhá. Dưới đáy phẳng lịn, hai bên hông cũng vậy. Thiết kế theo cái dạng cột đỡ ở đây, rất đẹp, hai bên này cũng vậy. Nhìn kỹ ta có thể thấy là chiếc vỏ thùng này cũng nổi vân đối xứng luôn. Và cái mặt kính cong này càng làm cho cái phần đồng hồ này trở nên đẹp hơn. Mặt số nổi là bật ra ngoài hơn. Em xin tiến hành mở bên trong. Bên trong thì các bác thấy là các cái đường nẹp ghim này còn nguyên, kính cong cũng vậy. Đây là một cái sợi mây chạy dọc đều. Đó. Đây ta có hướng dẫn sử dụng này, hướng dẫn tắt chuông đêm như thế nào và hướng dẫn bảo quản cái thùng này. Tất cả các cái vít chồng chốt cái ghế ngồi này còn nguyên các bác nhé. Đây ta có một cái logo Vedet này. Vít chống tường cũng còn nguyên. Đây là cái chỗ cài cây lên cót mà em đã để xuống đây như thế này. Đây, cắm vào đây. Đó. Các cái vít chống máy ở đây cũng còn nguyên, rất là nguyên bản. Và đây là một trong những chiếc Vedet em đảm bảo là có nguyên bản đến từng con ốc. Mặt số đẹp nhá. Đây, củ gông chữ T là dòng cao cấp, củ gông cao cấp nhất của Vedet. 8 côn thép rất là dài ở đây, các bác nhìn này. Còn đen bóng nhá, rất đen và bóng. Và đây cũng là một trong những chiếc máy to còn vàng ươm. Để em xoay đèn pin cho các bác nhìn này. Vàng ươm luôn nhá, này. Đấy. Cần búa cũng thẳng tắp. Và búa đang trong tình trạng cực kỳ hoàn hảo. Đây là hai cái cần. Khi mà mình muốn khóa nhạc lại thì mình gạt ra như thế này. Đó. Bên này cũng vậy nhá. Em sẽ tiến hành test chuông để các bác nghe luôn. Bật đèn lên, test chuông. Thật sự thì âm thanh ngay rất là hay. Em so sánh với Odo thì hơi quá, nhưng mà ngang phèo Odo luôn. Âm ngân đến bây giờ vẫn còn. Thật sự là một chiếc Vedet chỗ âm rất là hay. Trên mặt số người ta có thấy chữ Made in Fancy và
Production in Fancy, tức là sản xuất tại Pháp. Và đây là một trong những cái sản phẩm dành cho người Pháp. Người ta viết rất là rõ ràng ở đây, rất đẹp. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Đồng hồ vang vọng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.